À, xin chào, anh Đức rất là vui khi hôm nay được quay lại BB Thanh Mai một lần nữa. À, lần trước thì tới được thăm khám và điều trị sẹo rỗ. Anh Đức là con trai, ít có bao giờ quan tâm tới cái chuyện nhan sắc của mình lắm, cho nên cứ hay bị chọc ghẹo hoài. Và từ khi mà được chị Thanh Mai giúp đỡ anh Đức, giới thiệu cho một cái liệu trình mới và điều trị, anh Đức thấy rõ ràng là có tác dụng, có hiệu quả. Và khi mà có hiệu quả như vậy thì con trai thì đã thích vậy rồi, thì huống hồ gì là phụ nữ. Chắc chắn là về vấn đề làm đẹp thì các chị em phụ nữ lại càng phấn khích hơn nữa. Cho nên là nhân dịp 20 tháng 10 lần này, anh Đức muốn tặng cho mẹ mình một món quà. Từ xưa tới giờ là từ lúc nhỏ chỉ là tặng những cái món quà vật chất, mình nghĩ là mình mua được cái gì tặng mẹ thì tặng. Sau đó lớn lên chút xíu thì tặng bằng hiện kim đi cho nó lẹ. Nhưng mà đây là lần đầu tiên Đức tặng cho mẹ mình một món quà về một liệu trình làm đẹp ở BB Thanh Mai. Hy vọng là mẹ của anh Đức sẽ cảm thấy tươi trẻ hơn, tự tin hơn. Và cảm ơn BB Thanh Mai cũng đã giúp đỡ anh Đức cải thiện được cái nhan sắc của mình, và hy vọng là cải thiện được nhan sắc cho mẹ mình nữa. Và nhân dịp 20 tháng 10 thì xin chúc cho tất cả chị em phụ nữ luôn luôn xinh đẹp, và muốn đẹp hãy tới với BB Thanh Mai.